Nga Vũ xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết tối ngày 15 tháng 7 của chúng tôi. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ chiều tối qua đến đêm nay 15 tháng 7, thời tiết đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tại đồng bằng và ven biển Bắc Bộ từ 30 đến 100 mm, Bắc và Trung Trung Bộ từ 50 đến 200 mm, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 40 đến 150 mm. Tại vùng Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to kéo dài tới ngày 18 tháng 7. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Cũng trong ngày 15 tháng 7, áp thấp nhiệt đới sẽ hoạt động trên vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, di chuyển với tốc độ từ 10 đến 15 km h theo hướng Tây Bắc, sức gió cấp 6, giật cấp 8. Vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông và phía tây nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, mưa rào và rông mạnh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và sáng mai 16 tháng 7. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và giải rác có rông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió rất mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và giải rác có rông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.